Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 trên quy đề CSKT P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều, điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, thực hiện các quy định của đảng nhà nước có liên quan. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh long và các đơn vị có liên quan các bị can gồm hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc cao khoa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Các bị can bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ quy định tài khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam khám xét đối với Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Nguyên trưởng Phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Nguyên trưởng Phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoảng 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam khám xét đối với Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoảng 3 điều 366 Bộ luật hình sự. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Vụ án giết người rúng động những ngày qua ở Lai Châu xảy ra tại bản phiên án xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên vào tối ngày 5 tháng 3. Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Lả, sinh năm 2003, trú tại bản Phiêng Áng. Đối tượng gây án là Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sinh Hồ. Nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo, trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân, khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm để trôn cất. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của nhà nước, đồng thời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng để lo tang lễ cho nạn nhân. Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân, nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ ba. Nạn nhân cũng đã ly hôn, Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có hai con nhỏ. Người con đầu của nạn nhân sinh năm 2018 là con gái, người con thứ hai của nạn nhân là cháu trai sinh năm 2022. Những hình ảnh rất thương, hai cháu khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ông ngoại có biểu hiện về mặt thần kinh. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã có những thông điệp gửi tới các mạnh thường quân. Đã có rất nhiều tổ chức muốn giúp đỡ hai cháu này. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã và đang triển khai các bước tính toán vận dụng các quy định đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra sớm hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động nhằm mang tính gian đe. Theo điều tra ban đầu, vụ án sát hại người yêu liên quan đến tiền bạc chỉ để giải quyết những cơn giận trong mâu thuẫn. Được biết, cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, đối tượng Lò Văn Sương, và chị Lò Thị Lả nạn nhân có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả hai về nhà chị Lả tại Tân Uyên chung sống. Hai người đã chung mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha, chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ Tết, do chơi bời thiếu tiền nên Sươm cầm cố chiếc xe máy trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó giữa chị Lả và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu ở trong bàn phiêng áng về, bị chị là chửi mắng gấp quần áo đuổi ra khỏi nhà của mình. Khi hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, Sươm tức giận chạy vào nhà lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ chém hai nhát, khiến nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và xót thương cho cái chết của cô gái còn quá trẻ, trong khi trước đó đối tượng còn đăng ảnh lên mạng xã hội. Điều đáng nói, đối tượng gây án chỉ 23 tuổi. Dù thời gian yêu nhau có mặn nồng thắm thiết, nhưng đến khi tức giận, nam thanh niên ra tay sát hại chính người mình yêu rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Chỉ còn đó nỗi đau cho cả hai bên gia đình, cho bạn bè và những người ở lại. Điều này cho thấy với một nhân cách bị lệch lạc, khi gặp phải các tình huống không như ý, dễ làm các đối tượng cảm thấy bị tổn thương kích động, biến thành cơn giận dữ rồi gây hại cho người xung quanh. Những lệch lạc tiêu cực trong nhân cách đối tượng không tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình giáo dục từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, hoàn cảnh gia đình của đối tượng Lò Văn Sương vô cùng éo le tăm tối. Bố mẹ bỏ nhau lúc Sương 4 tuổi, bố đi tù, mẹ đi lấy chồng, Sương ở với bà nội và chú ruột đều nghiện hút. Do không được học hành, giáo dục nên Sương không biết chữ, không nhận thức được bản chất đúng sai và sự nguy hiểm hành động của mình. Sương nay đây mai đó không có việc làm ổn định, tài sản chung với nạn nhân là chiếc xe máy, sương cũng cầm cố để lấy tiền chi tiêu và thậm chí để mua ma túy sử dụng. Trước khi ra tay tàn độc với người tình, sương đã uống rượu và bị kích động mạnh do bị chửi bới đuổi ra khỏi nhà. Kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế, sương dương tính với ma túy. Từ vụ việc đau lòng trên cho thấy gia đình có vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách sống của mỗi người để phòng ngừa ngăn chặn hiện tượng trẻ hóa tội phạm. Giải pháp căn cơ nhất là giáo dục. Nếu thiếu vắng đi sự dạy dỗ của cha mẹ từ nhỏ, sẽ khiến những đứa trẻ này có suy nghĩ lệch lạc và dễ vi phạm pháp luật. Bởi đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về vụ em trai dùng rượu chém cả nhà anh ruột. Theo thông tin ban đầu, ông Bình và Nguyễn Văn Hiến, 64 tuổi, là anh em ruột, ở sát nhà nhau tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn về đất đai từ trước tới nay. Trưa ngày 4 tháng 3, ông Bình và cháu gái là Nguyễn Vũ Thụy Vi, 19 tuổi, con ruột ông Hiến, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, bà Vũ Thị Thu Phương, 54 tuổi, mẹ Vi, lấy một cây gậy gỗ đánh lại ông Bình, bị hai mẹ con chị dâu đánh. Ông Bình chạy vào nhà lấy một con dao rựa chém liên tục khiến hai mẹ con chị dâu gục xuống đất. Vẫn chưa hết bực tức, ông Bình chạy xe máy lên rẫy của ông Hiến ở huyện Đắc Trờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, cách nhà khoảng 5 km tìm gặp. Khi vừa thấy ông Hiến, Bình cầm rựa lao đến chém khiến một bàn tay của anh ruột đứt lìa. Phát hiện sự việc, con trai ông Hiến chạy từ trong rẫy ra can ngăn thì Bình vứt dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, bà Phương đã tử vong vào sáng ngày 7 tháng 3 tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiến và con gái hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Sau khi gây án, ông Bình đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi giết người.